Trấn Thành tiết lộ đối thủ lớn khiến bản thân thấy sợ và luôn muốn vượt qua trong đời. Sau thành công của Bố Già, Trấn Thành sắp cho ra mắt một dự án phim mới mang rất nhiều tâm huyết. Vào chiều ngày 1 tháng 11, buổi giới thiệu phim Nhà Bà Nữ do Trấn Thành làm đạo diễn kiêm diễn viên đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện có sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu, Lê Dương Bảo Lâm, Lê Giang, Khả Như, Song Luân. Tại buổi giới thiệu phim này, Trấn Thành đã tiết lộ đối thủ khiến mình luôn canh cánh thời gian qua. Theo đó, Trấn Thành cho biết rằng thị trường phim Tết năm nay sẽ vô cùng nhộn nhịp với rất nhiều dự án hay. Tuy không biết bộ phim nào sẽ đối đầu mình, thế nhưng nam diễn viên luôn có một đối thủ cực kỳ gớm, đó là bộ phim Bố Già. Thành tích Bố Già đạt được hơi bị cao so với tôi nghĩ, vậy nên không biết khi nào tôi mới qua mặt được bộ phim này. Tôi rất muốn vượt qua Bố Già, đó là lý do tôi sẽ làm ra các dự án mới để qua mặt nó, Trấn Thành chia sẻ. Cũng trong buổi họp báo lần này, Trấn Thành tiết lộ rằng thứ anh muốn vượt qua Bố Già không phải là doanh thu mà là tính chuyên môn. Anh muốn được khán giả và cả những người trong nghề thừa nhận rằng, ô Trấn Thành dạo này làm phim giỏi hơn trước rồi. Nam diễn viên đặt ra mục tiêu để tiến về phía trước một cách thật tích cực và công bằng. Những chia sẻ của Trấn Thành nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng lớn. Không ai có thể phủ nhận được rằng thành tích của Bố Già khi ra mắt quá đáng gờm. Bộ phim này đã thu về 400 tỷ đồng và khiến rất nhiều phim Việt ra mắt cùng thời điểm cảm thấy e ngại. Là một người diễn viên, đạo diễn việc muốn vượt qua tác phẩm trước để có một bộ phim hay hơn là điều rất dễ hiểu. Bộ phim điện ảnh Nhà Bà Nữ của Trấn Thành sẽ được ra mắt vào dịp Tết 2023 này. Nội dung phim xoay quanh gia đình người phụ nữ làm nghề bán bánh canh cua, Lê Giang đóng. Đây là phim đánh dấu màn hợp tác đầu tiên giữa nam diễn viên Song Luân và Uyển Ân, em gái Trấn Thành, với vai trò nam, nữ chính. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên quen thuộc, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu, Ngân Quỳnh, Khả Như, Hoàng Mèo, Lê Dương Bảo Lâm.